Thành, em năm nay 26 tuổi ạ. Hiện tại là nhân viên kinh doanh của công ty thiết bị chiếu sáng. Còn em? Dạ, em chào anh chị. Em tên là Nguyễn Thị Huyền Trang. Năm nay em 26 tuổi và là nhân viên kế toán. Ủa, hai bạn là quê chắc là ở ngoài Bắc phải không? Dạ, em thì ở Lâm Đồng ạ. Vợ em thì ở Kon Tum ạ. À, Lâm Đồng với Kon Tum. Ba mẹ em thì là người Hà Nội nhưng mà vô Kon Tum lâu rồi nên là em sinh ra ở trong Kon Tum. À. Một người ở Đồng, một người ở Tum. Bởi vì Đồng Tum nhập nhau như thế nào? À, hai vợ chồng em quen nhau từ năm 2009 á. À, hồi đấy hai vợ chồng cùng xuống học cao đẳng ở dưới Sài Gòn này. Thì bên em có học với bạn này. Sau quen được 2-3 ngày ấy, thì cũng vừa biết được là cái sinh tới sinh nhật luôn á. Thì em cũng tặng một món quà cho bạn. À. Thì lúc mà em gặp bạn này để em lấy quà thì có con bạn thân của em đi cùng. Nó về nó trêu em, nó nói là chứ sao mà mày quen thằng nhìn xấu thế mà lúa thế. Rồi đến lúc hai đứa hồi hộp mở quà ra thì thấy con Thuyền á, nó lại nói thêm câu là xến xẩm, tặng cái gì ăn được hoặc là gấu hoặc là hoa gì đi, tặng cái này cũng tặng. Thế là em quê quá, em nói thôi tránh xa người này ra. Rồi bao lâu thì hai em mới bắt đầu yêu nhau? Từ cái lúc mà em nhận được món quà đó là em cắt liên lạc với tên này luôn. Em chuyển nhà trọ luôn nên anh không có tìm được em. Đến một năm sau thì bọn em học quốc phòng á, cái em mới liên lạc lại. Ủa, lý do gì? Để có người chở em đi học quốc phòng. Mặt nhất rất là gian, có người chở em. Chắc có lẽ là sau cái đợt cái học thời gian quốc mà học ở quốc phòng đó là bắt đầu em chưa luôn đó hả? Chưa. Đấy giống như là lợi dụng thôi. Em có biết là bị lợi dụng không? Em cũng nghĩ nó đơn giản là chắc là đang thích em thôi. Em đi chợ em nhiệt tình như vậy, chẳng lẽ không thích em thì cũng kỳ. Mình phải làm cho họ kiểu như là em đang biết là sống chung sung sướng. Sống chung sung sướng. Rồi sao? Xong cái đợt đó là có cắt đứt liên lạc nữa không? Không, lợi dụng chở đi rồi thì bây giờ lợi dụng ăn. Tại vì cái lúc mà tặng quà, nếu như mà tặng quà em đồ ăn là chắc em đổ từ lúc đấy rồi. Em mới nói với mấy đứa bạn của em là em không thích cái người đó nhưng mà tao sẽ hành hạ để cho chúng mày được ăn. Trời ơi. Chúng mày được ăn cùng tao. Ôi sao một con người gì đó mà đáng sợ quá. Ví dụ như là em thèm ăn chè đúng không? Thì em nhắn tin Thành ơi, tối nay đi ăn chè nhé. Em không hề nói là số lượng người là bao nhiêu. Thì tên này tưởng là đi một mình. Em kéo luôn 6 đứa trong phòng em. Trời má ơi. Ủa Thành ơi, lúc đó Thành có nhiều tiền không Thành? Dạ em tháng được có 1,5 triệu thôi nhỉ. Chia ra cả tiền phòng nữa em ngày có 30,000 à. Mà 6 đứa. Anh sao đứa hỏi cái cảm giác em cái lúc mà em nhìn thấy một phái đoàn 6 người đi tới. Một đội quân tóc dài với sắc mạc liệp luôn á. Lúc đầu đi ra cũng một bạn thôi. Nhưng mà lúc sau mình ngồi định vị xong rồi, xong bắt đầu mới giờ kéo tới là ngồi nguyên bàn. Bữa đó có sao không? Dạ hôm đấy thì em đủ, mãi đến hôm sau thì đi uống cà phê thì em mới thiếu. Rồi cái chuyện nó cứ lặp đi lặp lại hoài hay sao? Thì em cũng nói trước với bạn em là không ưng thằng này đâu, nên chúng mày cứ muốn ăn gì hay muốn tao làm gì thì cứ hành hạ đi. Chúng nó được nước lấn tới anh. Đúng nghĩa là hành hạ luôn. Cái 2 tháng sau em thấy tội quá. Em cũng nghĩ là thôi cũng đi học xa như mình mà hành hạ như thế này chắc là viêm màng túi hoài thôi. Bởi bà nghĩ tới lúc đó là con ta mạc rồi. Có nghĩa là sau khi em cảm thấy là hối hận cái điều đó rồi thì là chắc có lẽ em không hành hạ bằng cách là đi một lần 6 người nữa đúng không? Mà em chỉ đi một mình em thôi thì chuyện gì xảy ra với 5 người kia? Chúng nó không cho em đi, đóng cửa lại rồi nhốt em ở nhà. Trời, xong không cho cô đi. Bạn em tốt đến hết. Rồi sao nữa, bạn này có đến cứu nguy gia cho bạn này không? Tới thì bị vác cuốc, vác chổi đuổi nên là hắn cũng không có tới được. Xong cuối cùng em mới nói là thôi. Mãi sau mới lên tiếng bạn trai là người yêu đấy, đừng có đụng vào nữa. Ừ. Rồi bao lâu tụi em cưới nhau? 5 năm sau thì bọn em mới cưới nhau. Trời ơi, trong thời gian 5 năm mà em có bị vật cản gọi là 5 cái người kia mà vẫn chịu đựng được trong 5 năm á? Hay cái... là chuyển luôn nhà trọ? Cái chỗ bạn bè đấy thì chuyện nhỏ thôi chị ạ. Ừ. Mình đã có được cái tim bên này rồi thì mình muốn xúi thế nào cũng được à? Sao em không cưới liền đi để chi tới 5 năm lâu vậy? Dạ hồi đấy bọn em đang học chị ạ. Vậy là yêu nhau thấm thiết rồi mới lấy nhau đúng không? Dạ. Vậy là chắc qua là... nhiều dông bão rồi. Qua nhiều dông bão thôi, mình đến cái chắc phần về ở với nhau đi. Chị nghĩ là hoàn thiện. Đã hiểu nhau hết rồi, đâu có lòi những cái tật xấu đâu đúng không?
Có chứ ạ. Quen á thì cũng ga lăng lắm, cũng lãng mạn lắm. Đến lúc cưới nhau về á, khi nào có lỗi với em thì mới có hoa, có quà tặng em thôi. Còn á, những ngày lễ, những ngày gì á, không có cái gì hết á. Chỉ có nấu đồ ăn cho em ăn thôi. Rất là thực tế. Cái đó là không có xấu. Thật ra nấu ăn cho em ăn không phải là tốt với em đâu, mà là chê khéo em đó. Tại vì em nấu ăn dở quá nên em muốn nấu ăn để dằn mặt em. Chứ không có phải. Như vậy là em phải để cái chữ là hay có cái bệnh dằn mặt. Cái tính mà dằn mặt vợ. Ngày lúc yêu hả, em nói trời nói đất gì cũng ngồi nghe hết. Đến lúc mà lấy về hả, em cáu em nói xách xe bỏ đi mất. Rồi sao nữa, tính xấu gì nữa? Anh mê câu cá lắm chị. Mê câu cá mà câu đến đêm đến hôm không chịu về. Vậy là đi cá gì? Cả ngày cá người cá. Người cá. Có khi nào rủ vợ đi câu cùng không? Dạ có, nhưng mà em không đi cùng. Em không thích câu cá. Không thì cơ bản là em biết là không thích đi câu cá nên mới rủ. Để đừng đi đó. Có khi nào mà giận nhau rồi anh này anh bỏ đi cũng về quê luôn không? Về quê cắm câu. Có không? Dạ có. Cái tư tưởng khác nhau. Em thì em muốn lập nghiệp ở Sài Gòn, còn anh thì giống như muốn sống yên bình á. Anh muốn về quê trồng rau nuôi gà vậy thôi. Nó chỉ là làm nông nghiệp. Em thích là chồng em là có cái lý tưởng cao vời vợi, nhưng mà ảnh lại như cầu vậy tiến. Rồi vậy có hai cái lỗi nè, không cầu tiến nè và hay dằn mặt vợ. Rồi rồi tới Thành. Vợ em thì quá hung dữ, những cái lúc mà quát mắng xong rồi là còn càm ràm lại nhã nguyên nói cái... hoài. Dạ, cứ vấn đề nói hoài, khi là nó yên ắng rồi lại đào lên nói tiếp. Có khi nào mỗi lần như vậy em quát lên một tiếng cho vợ sợ? Dạ không ạ. Em thì thường thường em im em nghe. Lúc mà em cảm giác em không nghe được nữa thì em đi ra ngoài. Rồi rồi còn tính xấu gì nữa không? Nấu ăn dở chị ạ. Đó nãy tự khai rồi. Dạ, nấu từ sáng đến trưa cái cháy cái nồi, vứt cái nồi luôn. Thế là phải kiếm thêm tiền. Nấu mà cháy cái nồi luôn. Anh không có hiền đâu chị. Em mà làm lỗi gì, ví dụ cháy cái nồi hay hư cái đồ gì là anh cũng đăng lên Facebook hết hả? À? Ai cũng biết hết đó. Chẳng có biết giữ sĩ diện cho vợ gì đâu. Quê lắm đúng không? Đúng rồi. Mà có chụp hình em với cái nồi không? Không, chụp cái nồi không à. Mà tát tên em vô. Đâu rồi? À, đó, thủ phạm đó đó. Tát tên em vô, thế là đồng nghiệp em biết hết. Thế là chọc em, nói là trời ơi sao mà phá gia thế. Công nhận em đảm đang hết sức luôn nha. Rồi bây giờ Thành, em muốn cô vợ này thay đổi điều gì? Em muốn vợ em thì sống chậm lại, suy nghĩ một cái vấn đề gì đấy thật là chín chắn vào rồi mới phát biểu. Nâng cao tay nghề lên, sau này nấu ăn thì còn nấu cho nhiều người nữa chứ không phải riêng chồng em. Anh muốn mở cái dịch vụ nấu ăn đó. Còn vợ? Em chỉ muốn anh lắng nghe em nói nhiều hơn. Bây giờ nói nhiều quá bắt ta lắng nghe, sao ta ý lắng là nổi? Lắng nghe để hiểu em. Khi mà em muốn nói á thì hãy lắng nghe, còn khi mà em chán quá em không muốn nói nữa là đến lúc đấy mong em nói cũng không được đâu. Rồi á, ít đi câu cá lại, rồi ít đá banh lại để có thời gian cho em nữa. Ủa em đi có rồi. Em bé chưa? Do em chưa có con nên em mới mong ảnh ở bên cạnh em, còn em có con rồi thì ảnh đi đâu thì đi. Nghe chưa Thành? Thành ghi là sợ đó, nhiều khi Thành nó sợ đó. Sợ có con rồi, em muốn đi đâu đi đó, bởi vì nó chưa muốn có. Không, tại vợ em không nói vấn đề đấy, nếu có thì em làm sớm hơn để mà em đi đâu, em đi trước đi đâu thì em đi. Làm sớm hơn. Bên này chặt, bên này chém qua đấy chưa, không có vừa đâu. Chị thấy thôi tối nay về làm luôn đi. Rồi làm luôn đi đúng không? Ừ. Đó. Em muốn có trong năm nay luôn không? Dạ, bọn em cũng muốn có sớm. Thôi vậy có sớm thì cố gắng dung hòa đi. Chồng em mà mê câu cá với lại là có cái đầu mà muốn ăn Phật thì thực ra sống với người chồng vậy cũng an toàn đó, chị nói thiệt. Còn em cầu tiến là được rồi. Tức là trong gia đình có người làm hậu phương, có người làm tiên tuyến. Ông câu cá nó không có gì xấu cả. Chuyện nào mà câu người cá như chị dân nói mới là sợ. Rồi, thôi chúc hai em mau chóng có tin vui. Dạ, em cảm ơn rồi. Chị. Rồi, xin chào hai em.